Có thể bạn không tin, nhưng đây là trận thiên tai kinh khủng nhất mà tôi từng biết. Một khi ngày tận thế đến, loài người trên trái đất sẽ không thể thoát khỏi cái chết. Để tiếp tục nền văn minh nhân loại, chính phủ của nhiều quốc gia đã cùng nhau góp vốn và bí mật sản xuất ra những con tàu khổng lồ. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tránh được cơn đại họa tận thế này, thì bạn phải cần $1,000,000 cho một tấm vé lên tàu. Và những người nghèo như tôi và bạn, với mức lương 6 triệu thì chỉ có thể chờ chết. Liệu rằng loài người có thoát khỏi ngày tàn của nhân loại không? Hãy cùng Điền Tây theo dõi đến cuối bộ phim hấp dẫn này nhé! Hóa ra vào vài ngày trước, cảnh sát đã phát hiện ra một nhóm người kỳ dị trong đống đổ nát. Người ta nói rằng, những người này đều là hậu duệ của người Maya, và họ nói rằng ngày tận thế sẽ đến vào năm 2012. Ai ngờ sự việc này ngay lập tức gây chấn động. Hầu hết mọi người đều hoảng sợ. Cùng lúc đó, Tom là một nhà địa chất đã phát hiện ra một hố đen bị khai thác nằm sâu hơn 3.000 mét dưới lòng đất. Kết quả là nhiệt độ của lõi trái đất không ngừng tăng lên và một thảm họa chưa từng có sắp xảy ra. Vì vậy, Tom vội vã trở về Hoa Kỳ trong đêm. Sau đó nói cho Phó Tổng thống ngay tại chỗ khi ông ta đọc báo cáo điều tra. Với cuộc điều tra của nhiều nhà khoa học, cuối cùng họ đã xác nhận đây là tin chuẩn. Thời gian của nhân loại không còn nhiều, để không gây hoang mang, cả thế giới bắt tay hợp tác khởi động một dự án bí mật. Đó là khởi động dự án phòng bị ở Tây Tạng. Nhiệm vụ quan trọng là chế tạo thuyền, đã được giao cho người Việt Nam. Vì khi thiên tai ập đến, chắc chắn sự dịch chuyển của cơn sóng thần sẽ bắt đầu từ biển, và lúc đó chỉ có đỉnh Everest mới là nơi giúp con người có nhiều thời gian để thoát thân hơn. Động đất bắt đầu xảy ra thường xuyên trên khắp thế giới và các vết nứt sẽ xuất hiện trên mặt đất mà không có lý do gì. Lời tiên tri dường như đang dần trở thành hiện thực. Vào ngày này, Mai lần đầu tiên đưa hai đứa con của mình đến công viên Yellowstone để cắm trại. Nhưng cảnh tượng trước mắt anh thật khó tin, hồ nước trong công viên đã biến mất, thay vào đó là xác động vật chết la liệt khắp mặt đất. Đến tối, chờ cho hai con đã nghỉ ngơi, Mai đến gặp Charlie, một tín đồ cuồng tín của ngày tận thế ở gần đó. Charlie hào hứng nói với Mai rằng, anh ta tin chắc rằng ngày tận thế mà người Maya dự đoán chắc chắn sẽ xảy ra. Và các quan chức hàng đầu đang bí mật chế tạo các con tàu khổng lồ. Anh ta cũng nhận được một tin mật, cùng với vị trí chính xác của chúng. Tuy nhiên phải cần có vé thì mới có thể lên thuyền. Charlie nói rằng giá vé có giá $1,000,000, không phù hợp với túi tiền của những người bình thường như bạn và tôi. Nhìn Charlie, người có chút lo lắng, Mai hoàn toàn không tin vào điều vô nghĩa này. Ngày hôm sau, vợ cũ của Mai và bạn trai Kết đang ở trong siêu thị, thì trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Các nguyên thủ quốc gia ngay lập tức hoảng sợ. Nhà địa chất học Tom nói rằng, nhiệt độ của vỏ trái đất đang tăng lên nhanh chóng, điều này đã vượt xa dự đoán của họ. Nhân loại còn có nhiều nhất hơn nửa giờ nữa, Tổng thống Mỹ đề nghị sơ tán, chiến dịch lập tức bắt đầu. Cùng lúc đó, Yuri là một tên phú nhị đại, cũng nhận được tin nhắn là phải lên thuyền gấp. Khi Mai vừa tiễn hai con về nhà vợ cũ, thì nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp của ông chủ. Ông ta ra lệnh cho Mai, hãy nhanh chóng đón gia đình mình đưa ra sân bay. Nhưng hai đứa nhóc bắt đầu coi thường Mai trước khi lên máy bay và nói rằng, những kẻ nghèo như chú sẽ bị loại bỏ khỏi trái đất sớm thôi. Điều này khiến Mai chợt nhớ đến điều mà Charlie đã nói cho anh vào đêm qua. Anh chưa kịp suy nghĩ, thì mặt đất đột nhiên rung chuyển mạnh. Sau đó là tiếng nứt, khiến Mai lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Anh vội vàng thuê một chiếc máy bay bằng chiếc đồng hồ Rolex của mình. Rồi gọi điện cho vợ cũ, nói với cô ta rằng thảm họa sắp xảy ra. Nhưng Lisa lại không tin lời anh nói chút nào. Kết quả là một giây sau cả căn nhà bắt đầu rung chuyển, cả nhà nhanh chóng trốn vào bàn. May mà Mai chạy tới kịp, sau đó đưa cả nhà nhanh chóng rời đi. Khi họ bắt đầu chạy đi, thì mọi nơi trên trái đất bắt đầu bị phá hủy. Những ngôi nhà bên đường lần lượt sụp đổ, cả mặt đất nứt toác ra như một tờ giấy. Cuối cùng, cả gia đình đã đến sân bay mà không gặp bất kỳ rủi ro nào. Nhưng viên phi công đã không may qua đời. May mắn thay, Kết đã từng được học lái máy bay cơ bản. Vì vậy anh ta không còn cách nào khác ngoài việc dựa vào vận may và ngồi vào buồng lái. Khi họ bay qua thành phố, thì mọi thứ trên mặt đất đã trở thành địa ngục trần gian. Đột nhiên một chiếc tàu điện ngầm lao vút lên không trung, họ tránh được nhưng lại bị hai tòa nhà sắp sụp đổ chặn lại, chỉ còn biết cam chịu số phận một lần nữa. May mắn thay, cả nhà đã vượt qua được. Sau đó là một trận động đất dữ dội, và toàn bộ California đang dần rơi vào tình trạng tan biến. Chẳng mấy chốc cả gia đình đã đến công viên, Mai nhờ vợ đổ đầy xăng trước, rồi cùng cô con gái nhỏ vội vã đi tìm. Nhưng khi đến chiếc xe lại không nhìn thấy anh ta. Lúc này, Charlie đang ở trên đỉnh công viên, và anh ta đang bắt đầu buổi phát sóng trực tiếp cuối cùng của cuộc đời mình. Mai lo lắng kéo cổ áo Charlie, và hỏi anh ta xem bản đồ ở đâu. Đột nhiên, vô số loài chim bắt đầu bay đi, điều đó cho thấy làn sóng thảm họa tiếp theo đang đến. Mai vội vàng đạp ga đưa con gái đi, thì bất ngờ có tiếng động lớn. Sau khi gửi con cho vợ bé, Mai vội vàng chạy lại tìm bản đồ lần nữa. Nhưng vừa tìm được tấm bản đồ, thì chiếc xe đã rơi xuống vực sâu, may mắn là anh và nó không rơi cùng nhau. Mai dùng hết sức lực để leo lên, sau đó liều mạng chạy về phía máy bay. Cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của người yêu cũ, mà anh đã thành công leo lên được.
cả gia đình lại may mắn trốn thoát. Cho đến khi Mai mở bản đồ ra, thì anh đã phát hiện ra rằng vị trí của các con tàu khổng lồ đó lại ở Trung Quốc lận. Lúc này New York vẫn còn chưa thất thủ, Tổng thống cuối cùng đã lựa chọn ở lại và phát trực tiếp nói cho toàn người dân biết sự thật. Lời còn chưa dứt, tai họa bất ngờ ập xuống. Gia đình Mai đang theo dõi tin tức ở sảnh sân bay thì đột nhiên bị mất tín hiệu. May mắn thay, Mai đã gặp được sếp của mình. Vì anh biết rằng, ông Yuri có máy bay riêng và bị thiếu phi công phụ. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, bọn họ đã bắt đầu cất cánh. Điểm đến lần này là Tây Tạng, Trung Quốc. Nhưng khi đến Hawaii, họ nhận ra rằng nơi này đã biến thành biển lửa và máy bay chỉ còn đủ nhiên liệu để bay đến miền Nam Trung Quốc. Cách duy nhất là hạ cánh khẩn cấp, vì lý do an toàn họ mặc áo phao vào cho bọn trẻ. Tuy nhiên khi họ đến Biển Đông, mọi người phát hiện ra rằng nơi đây đã biến thành những ngọn núi phủ tuyết. Hóa ra toàn bộ khí hậu đã bị hạ xuống và máy bay chỉ có thể hòa mình vào sông băng. Việc này so với hạ cánh trên biển còn khó hơn, không cẩn thận sẽ đụng phải những tảng băng trôi. Cuối cùng bọn họ quyết định lái xe thể thao để lao xuống dưới. Nhưng phi công đã ra đi mãi mãi vì vụ tai nạn máy bay. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vài chiếc trực thăng. Một phút sau, lính trên máy bay đã phát hiện ra bọn họ. Nghĩ rằng mình sẽ được cứu, nhưng ai ngờ phải trình ra được vé nếu muốn lên tàu. Trong số đó, chỉ có Yuri là có 3 vé, ông ta và hai đứa con tiếp tục đi. Ngay cả người bạn gái cũng bị ông ta bỏ rơi một cách tàn nhẫn. Vì bị chặn đường vào, nên gia đình Mai chỉ đi con đường khác. May mắn thay, họ gặp phải một chiếc xe bán tải trên đường. Mai dùng hết sức kêu cứu để thu hút sự chú ý của chủ xe. Nhưng may là đích đến của họ cũng hướng về nơi con tàu. Hóa ra khi công trình đang được chế tạo, người kỹ sư đã bí mật làm một lối vào riêng. Nên khi tai họa ập đến, thì anh ta đã có thể đưa cả gia đình vào bên trong tàu lánh nạn. Sau khi cầu xin tha thiết, cuối cùng chàng kỹ sư cũng quyết định đưa gia đình Mai vào cùng nhau. Và những người quan trọng đã lên được con tàu khổng lồ. Nhưng khi Tom đến trung tâm chỉ huy thì phát hiện ra điều bất thường. Anh lập tức yêu cầu nhân viên bật vệ tinh lên để quan sát, thì phát hiện một đợt sóng thần lớn đang ập đến rất nhanh. Theo bộ đếm ngược, họ chỉ còn 28 phút nữa. Tại thời điểm này, giới siêu giàu sở hữu vé đang háo hức chờ đợi. Nhưng ai ngờ khi đến gần được cửa vào của con tàu, thì đám đông đã nổi loạn. Bọn họ chen chúc nhau và đẩy những người phía trước rơi xuống vực. Được kỹ sư dẫn đường, gia đình Mai đã sắp đến được bên trong con tàu thông qua một lối đi bí mật. Cảnh này tình cờ bị Yuri nhìn thấy và cô bạn gái bị bỏ rơi không quên gửi cho ông ta một ngón giữa. Lúc này chỉ còn 14 phút nữa là sóng thần ập đến. Những người bên trong con tàu cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy cảnh tượng tang thương bên ngoài. Để cứu được mọi người, Tom đã cầu xin các nguyên thủ quốc gia mở cửa để cho những người bên ngoài vào. Những gì mà ta đang làm lúc này có thể nói là vô nhân đạo. Chúng ta làm sao có giải thích cho thế hệ tương lai? Sau nhiều lần thuyết phục của Tom, các nguyên thủ quốc gia cuối cùng đã quyết định mở cửa con tàu. Họ sẵn sàng cứu nhiều người hơn dù phải trả giá bằng sự diệt vong. Thấy cửa sắp đóng lại, Yuri cuối cùng dùng hết sức ném hai đứa trẻ lên bom tàu, còn mình thì tự rơi xuống vực sâu. Cùng lúc đó, đỉnh Everest đã bị lũ lụt nhấn chìm, nhưng vị sư già vẫn bình tĩnh gõ lên hồi chuông cảnh báo. Giây tiếp theo, ông đã bị cơn lũ cao 10.000 mét nhấn chìm. Thuyền trưởng bảo mọi người nhanh chóng ngồi xổm xuống để tránh tác động của sóng thần. Tuy nhiên, mọi chuyện không suôn sẻ như vậy. Cửa con tàu bất ngờ bị trục trặc và không thể đóng lại được. Hóa ra khi Mai và nhóm của anh ấy tiến vào bên trong tàu, thì cửa hầm đột nhiên mở ra, hai người đi sau trực tiếp bị mắc kẹt lại. Và dụng cụ mang theo lại rơi vào động cơ bánh răng. Chân của người kỹ sư bị thương nặng, còn kết thì bị dây cáp cuốn thẳng vào người, khiến hệ thống thủy lực bị cản lại nên cửa hầm không đóng được. Trung tâm chỉ huy đã phát hiện ra điều này, nhưng đã quá muộn cho một cơn siêu sóng thần. Và mọi người chỉ còn biết cam chịu số phận, nhưng hên là con tàu vẫn không bị ngập khi một lượng lớn nước biển tràn vào trong. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bắt đầu, và đợt sóng thần thứ hai lại ập đến. May mắn thay con tàu vẫn còn trụ được, vì dù sao thì nó cũng được sản xuất tại Việt Nam mà. Nhưng con tàu đang bị lũ cuốn trôi và một lượng lớn nước biển đã tràn vào bên trong. Do cửa sập bị hỏng, động cơ của con tàu không thể khởi động được và đỉnh Everest đang ở phía trước. Nếu con tàu không quay ngược lại được thì toàn bộ con tàu sẽ đâm vào núi tuyết và tất cả mọi người sẽ chết. Tom đã tìm thấy Mai và nói rằng nếu anh không tháo được nút kẹt ở động cơ thì tất cả chúng ta sẽ chết. Điều này liên quan đến số phận của hàng vạn người. Nghe xong Mai không chút do dự và nhận nhiệm vụ. Nhưng khi anh quay trở lại thì toàn bộ máy tàu đã bị nước biển nhấn chìm và dây cáp đã bị bánh răng kéo giữ vào bên trong. Ngay khi Mai đang lúng túng thì đứa con trai đã lặn theo để giúp anh soi sáng vị trí của dây cáp. Lúc này con tàu chỉ còn cách ngọn núi tuyết 400 mét. Mọi người tràn đầy tuyệt vọng. Vào thời điểm quan trọng, Nike cuối cùng đã dùng hết sức lực của mình để lấy dây cáp ra và cửa hầm nhờ vậy mà được đóng lại. Thuyền trưởng lập tức phát lệnh xuất phát. Sau khi con tàu chạy hết tốc lực, cuối cùng nó cũng được bình an vô sự và mọi người trên tàu đã được cứu sống. Vài tháng sau,
khi cửa sập từ từ mở ra và một đoàn người bước ra khỏi bom tàu. Theo dữ liệu từ vệ tinh, nước biển đã tràn vào hầu hết đất liền. Điều đáng mừng là nước lũ đã rút một cách khó tin, hơn nhiều so với dự kiến của người dân. Bộ phim đến đây là hết rồi. Mình là Điền Tây Tiểu Ca, nếu thấy hay nhớ bấm like video ủng hộ mình nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong bộ phim hấp dẫn tiếp theo.